Dạo gần đây có một con quái vật rất là kinh dị và đang khiến mọi người rất là sợ hãi. Đó chính là Silent Head và cũng được gọi là SCP-6789. Với một tên gọi thân thuộc khác đó chính là quái vật đầu loa. Một sinh vật cao lớn, gầy gò, chiều cao hơn 2m và đầu là những chiếc loa rất là kinh dị. Và nó có khả năng giết người bằng cách phát ra những âm thanh siêu tẩy não và khiến bạn đau đầu tới chết. Và quái vật này được xếp vào loại cực kỳ nguy hiểm. Và một hôm nọ, quái vật đầu loa nghe thấy tiếng khóc của một bé gái. Thế là quái vật đầu loa đã giết cô bé bằng những âm thanh siêu tẩy não của mình và khiến cô bé chết trong sự đau đớn tột cùng. Cô gái đó đã bị mất tích, tới bây giờ vẫn chưa thể nào tìm được. Trời đất ơi. Ê, nó xạo quá. Xạo quần, dù sao thì đó cũng chỉ một con SCP với một hiện tượng lạ thôi, chứ có cái gì đâu mà đáng sợ. Ông kể toàn kiểu... Trời ơi, nhiều người vẫn tin đó, đó chính là gọi là kiểu như là cái gì diễn tưởng thôi. Nhưng mà không, tôi tin chắc rằng con SCP đó luôn tồn tại và luôn theo dõi chúng ta khi chúng ta cắm trại trong rừng. Ê, thôi, đừng có dọa tôi nữa. Trời đất ơi, đang biết bây giờ là mấy giờ mà củi sắp tắt rồi kìa. Giờ hết củi rồi, giờ làm gì nữa? Hết củi rồi hả? Thôi nãy giờ nó kể chuyện tào lao mấy bà làm mấy bà sợ chết thôi. Giờ để tôi đi lấy củi làm cho lửa ấm rồi. Thiệt tâm kể chuyện sợ luôn. Nhớ về sớm nha. Ê. Cẩn thận có gì đâu nó nữa xem nha. Con quỷ đầu la sợ Caron hơn là Caron sợ được quỷ đầu la. Em thấy có khi con quỷ đầu la nó còn sợ Caron hơn á. Thôi xàm á. Thôi bây giờ cứ ngồi đợi xíu đi. Cái tên này phiền tần á. Rồi bây giờ trời sắp khuya rồi nè. Không quá như Caron nó chưa về đúng không? Nó thằng ấy bé lại đi lâu thật luôn á em. Trời đất ơi. Thiệt tần nó không biết có đi chơi đâu nữa. À thôi bây giờ chỉ cần mua đợi em một chút nha. Lát mà em kiếm Caron xong em trở lại nha. Ok. Ok, trời ơi, lửa nó sắp tắt đến nơi rồi nè. Ok, biết rồi. Caron này kỳ ghê, giờ trời sắp khuya tới nơi, không biết đi chơi đâu nữa. Ai ơi, nè, không có giỡn đâu, coi chừng. Ủa, cái con gì vậy? Ôi trời, cái con gì mà cao dữ vậy? Khoan đã, đừng nói là, ấy ủa cái gì vậy? Ủa sao đầu mình đau dữ vậy? Ủa sao mình không giỡn lại được? Ủa cái gì vậy? Ây à, ôi cha cha, cái gì mà đau dữ vậy? Cái tiếng hồi nãy là cái tiếng gì vậy các bạn? Trời đất ơi, nó làm cái đầu nó nhức luôn các bạn ơi. Nó chết, hình như hồi nãy mình thấy cái con gì nó cao cao lắm các bạn ơi. Con Caron đâu rồi? À, thiệt tình á. Ủa, khoan, hình như mình thấy chỉ cam mùi các bạn ơi. Cái gì đây? Ủa? Trời ơi, cái con quỷ cao 2m kìa. Ôi, để mình đừng gần lại, quay thử coi. Trời, cái gì vậy? Trời ơi, chị Cao Mui kìa. Trời nó làm gì chị Cao Mui của tôi vậy? Ủa chết rồi, giờ sao đây? Trời ơi, sao nó cao dữ vậy? Ủa, nó đừng tới chỗ mình hả? À, có cục đá nè, quăng đi. Hey. Ok. Ủa, nó chạy kìa. Ok. Cao Mui ơi, Cao Mui. À, chết rồi, Cao Mui sao để mình nằm ở đây này? Trời ơi, chuyện gì đó xảy ra vậy các bạn? Chợ mình thấy cái con gì mà nó... Ui, nó chạy lại kìa. Ui, nắp vô. Trời ơi, nó làm gì chị Cao Mui vậy? Trời, nó chạy tới kìa. Ui, trời các bạn ơi, nhìn kìa. Trời đất ơi. Wow, nó đang đánh chị Cao Mui hả? Trời đất ơi, nó cao dữ vậy. Trời cái... Ôi chết, ủa Cao Mui rồi. Ủa cái gì vậy? Wow, trời nó ghê quá các bạn ơi. Ui, cái nó thấy mình rồi. Ui, trời ơi, sao nó chạy giống vậy á. Các bạn ơi, nó thấy mình rồi. Ui, chạy. Ui, trời nó đuổi theo mình nè. À, các bạn ơi, trời ơi, nó to quá. Trời ơi, nắp vô, trời ơi, cái gì vậy? Ui, chạy. Ok. Ui, nó thấy mình rồi. Ui, nó thấy mình rồi. Nó kìa. Trời đất ơi. Wow, trời đất ơi, nó cao kiểu gì đó các bạn ơi, nhìn kìa. Trời ơi, ghê chết được. Trời, nó kìa. Ui, trời ơi, cái tiếng đau tai quá bạn ơi. Thì sao ta, có khúc đá này, mình sẽ ném vào trong hang các bạn ơi. Hay-ya. Ok, được rồi. Ok, đi vào hang đi. Ok. Rồi, nó vào rồi các bạn ơi.
Hên quá mày, nó nghe tiếng đá của mình không là mình chết luôn bạn ơi. Trời, nó nhìn mà to dữ vậy. Ôi, ôi nó kìa. Vô hang đi má. Ôi chết, nó chưa có vô hang mà chết rồi. Trời ơi, đau tai quá các bạn. Cái tiếng này rất là ồn ào luôn nha. Các bạn hãy biết bởi cái con quỷ này á, nếu mà các bạn gọi là bị nó gọi là hại gì ta, nó sẽ phát cho các bạn nghe một cái tiếng rất là khó chịu và khiến bạn phải đau tai tới chết luôn á. Rồi nó vô hang rồi. Ô hên quá. À, giờ làm sao đây ta, giờ mình không có gì hết trơn luôn á. Ok, giờ mình sẽ kiếm thôi. Ôi, chị cả mùi bên cạnh kìa. Ôi, hên quá, chị cả mùi chị bị ăn thịt các bạn ơi. Chắc cả mùi đang bị xỉu đấy. Ok, vậy mình coi ở đây có gì không. Ít nhất phải có cái gì đấy, mình giết cái con quỷ này chứ. Ok, chả lại mình bắt kẹt ở cái chỗ này sao được. Coi coi. Trời ơi, tự nhiên. Ui, nó nữa, trời ơi, gặp nó hoài vậy. Trời ơi, vô rừng, trốn. Trời ơi, đất ơi. Trời ok ok, nó qua bên chị âm môi rồi. Ok, để mình vào cái hang thử hát cái hang của nó có gì không nha. Trời ơi, con Silent Head này nó cao mà còn ồn ào nữa, sao chịu nổi. Trời ơi, đúng không. Ok, hang của nó này các bạn ơi. Ok, cái hang của nó có một cái chest nè. Để mình coi thử coi. Ô, không có giết trơn á. Ui, chết rồi, nó vô hang rồi, nó gì. Ô, nó gì hang. Trời, nó cao dữ vậy. Trời ơi, nó cao chứ kìa. Trời ơi, tôi không dám gì ra ngoài luôn các bạn ơi. Ôi, trời ơi, tôi có đứng đấy à. Ok, đi tiếp. Ôi, ra, trời ghê quá, Trời ơi, nó cao chứ kìa. Ui, nó không thấy mình đâu mầm. Tôi xong rồi. Thôi xong tôi rồi, trời ơi. Ui, trời ơi, nó chạy nhanh rồi, nó còn gặp tôi. Chết rồi, nó tán mình. Ôi chết rồi, trời ơi, xui quá các bạn ơi. Ôi chạy cái đấy. Ôi trời ơi, gặp nó nữa. Chạy. Trời ơi, chạy nhanh lên nào, không được. Ôi, hên quá, mấy con này nó cao quá nên nó không nhận dạng được mình các bạn ơi. Trời ơi, giờ không biết làm gì hết trơn luôn nè. À, mình thấy cái nhà đấy nó có đèn sáng nè mà. Các bạn ơi, thì mình sẽ vào đó thử nha. Ok, nhưng mà giờ phải dụ cái con quỷ ra chỗ khác nữa. Bây giờ mình sẽ ném đá này ra chỗ khác nha. Hiya. Ok, được rồi, ném nó phải nghe tiếng động nhé. Bởi con Silent Head này, cái tai nó rất là thần các bạn ơi. Giờ nó tán mình còn sắp chết rồi kìa. Rồi vô hang đi. Ok. Rồi vô hang rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua đó nha các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng con thần thú này để bay tới. Ok, nhanh lên em ơi. Ok, phải có cái, ít nhất phải có cái vũ khí gì đấy các bạn ơi. Chống lại con Silent Head này. Ok. Được rồi. Rồi, ok, xuống đây rồi. Ôi trời, nhà này các bạn ơi. Trời hên quá, vào được cái nhà rồi. Ok, có gì đây? Có cuộn sắt nè. Có cái súng này các bạn ơi. Có giáp nữa. Quả thức ăn nữa các bạn ơi, hên quá. Rồi, ok, bây giờ có súng rồi. Bây giờ cái thằng Silent Head đâu ra đây coi. Alo. Đâu rồi? Dạ, có khi nào nó nói xong nó cào mặt mình ta. Ghê lắm. Cảm ơn, vẫn còn nằm ở đấy kìa. Hên quá. Ok. Quay súng quay. Ui, nghe súng tiếng to thế. Ok, bây giờ cả mùi đứng đây. Nó ra kìa. À, mình ra đây, mình nhắm mắt nào, kìa mùi đúng không? Ok. Hello, bro. Ra đây. Ôi, mày nè, một phát một nè. Ê, đi ra. Hey. Ui, mình bắn nó cái nó sợ rồi kìa. À, mình nhớ con Silent Head nó chỉ cần bị bắn. À, chạy đi. Ây, ây da. Ok, rồi nó bị sợ rồi các bạn ơi. Nhưng mà nó được mấy giây à. Ok, không sao. Cái tiếng súng này á, nó sẽ làm con Silent Head rất là sợ. Đấy, nó chỉ cần bị thương nó sẽ chạy liền. Ok, mình sẽ đợi trong cái quá trình Silent Head chạy thì mình sẽ đi kiếm manh mối thoát khỏi đây các bạn ơi. Ok. Trời ơi, mày nè, ok. Ây da, ok. Rồi đấy, nó đang đau các bạn ơi. Ôi, chạy. Ok. Cái súng nó làm chạy chậm thế. Ok. Ôi, rồi đấy. Ok, rồi đấy, nó đang đau kìa các bạn ơi. Rồi, ít nhất phải có cái manh mối gì thoát khỏi đây chứ. À, trời ơi, nó chạy nhanh thế. Trời ơi. Hey, ok. Được rồi, đau đớn đi. Ây da, trời ơi. Ok. Trời, kiếm cái đường hầm đi ra khỏi đây nó khó thế. Có cái đường hầm này các bạn ơi. Nhưng mà giờ không có biết cách nào thoát ra hết trơn á. Ít nhất phải có cái gì đó chứ. Trời ơi, sao ai cho cái địa điểm cắm trại nó tồi tàn như vậy chứ trời. Biết vậy không nên đi cắm trại cho rồi. Trời ơi. Cửa ra nè. Hello.
không có chìa khóa là sao? Trời ơi. Ủa mà tính ra nãy trừ mình sao mình không để ý, sao mình với Caron với chị Âm ơi cắm trại ở chỗ rất là tệ nha. Ui chết rồi, lại thấy mình rồi. Trời ơi. Hey. Ok. Tạm thời như vậy đã. Trời ơi, giờ sao đây ta? Chị chắc phải có cái chìa khóa mình mới thoát khỏi đây các bạn ơi. Ok, có cái hang nè. Không có cái hang gì mình vào thử coi. What? Ủa sao cửa hang gì kỳ vậy? Ủa sao cái hang này... Ui, con Silent Head kìa. Ui, sao mình lại ở đây vậy? Ui, nè, đứng lại, đừng đi tới nha. Nè. Không, trời ơi, quỷ đầu loa. Cứu gì tôi. Ui, quỷ loa, cái sẽ bị ăn thật á. Cái gì vậy? Ủa, tôi đang ở đâu vậy? Hả? Tụi mình đang đi cắm trại chứ đâu. Ủa, thế thì chị Kabui đâu mất tiêu rồi? Trời ơi, bà Kabui mới đi vệ sinh rồi. Thiệt tình luôn á, bà làm cái gì mà bà ngủ mớ rồi nãy giờ mà bà la làng ôm sầm tà lơ lơ. Tôi cũng họ không ngủ được là sao? Ủa, thì nãy ông kể chuyện gì ma mà con quỷ đầu loa đúng không? Có phải ông kể chuyện không? Thì tôi kể chuyện rồi sao tôi lấy củi tôi đi về nè. Ủa, tức là nãy tôi ngủ quên đó hả? Cái gì nữa? Trời ơi, sao tôi cảm giác nó thật vậy các bạn ơi? Ui sợ quá. Ok các bạn, thì video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Các bạn cảm nghĩ như thế nào về con quỷ đầu loa này? Nếu mà nó có thật thì nó sẽ như thế nào nha? Ok, còn bây giờ thì bye bye mọi người. Và chắc mọi người một ngày thật tốt đẹp. Bye bye. Ôi thôi, đi ngủ, mệt quá. Thôi, đủ rồi, ok. Anh em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì 7 mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh Ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao. Dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở lại phía sau. Tiến lên phía trước con số 8 hùng hậu.